Tôi là Nguyễn Thị Địch. Hôm nay tôi nói lên cộng đồng mạng chia sẻ cùng tôi những cái nội dung về gia đình tôi. Tôi rất là buồn. Bây giờ tôi đọc được những bình luận của các bạn. Tôi rất buồn, tôi rất sợ mọi người đánh tôi nên tôi phải đi. Con dâu Vũ đuổi mẹ chồng ra khỏi nhà lên tiếng rằng mình bị oan khiến cộng đồng mạng rối não. Sau nhiều ngày lựa chọn cách im lặng giữa những ồn ào của cộng đồng mạng, mới đây người con dâu trong vụ việc con dâu đuổi mẹ chồng ra khỏi nhà để bà phải nằm sương nằm gió trong căn nhà tạm bợ, ăn cơm chan nước mắt qua ngày, đã chính thức lên tiếng bác bỏ toàn bộ những điều mẹ chồng cùng ba người con gái đã nói. Đồng thời cho rằng bên nhà chồng đang cố tình dàn dựng câu chuyện bi thương để đổ oan cho cả hai vợ chồng. Hoàn toàn không có chuyện hai vợ chồng đuổi mẹ ra khỏi nhà mà người mẹ vẫn ra vào nhà bình thường. Theo lời chia sẻ của người con dâu, sau nhiều năm nín nhịn với phận mẹ chồng nàng dâu vô cùng khó khăn, cũng như thời gian đầu sống trong cảnh giặc bên ngô, không bằng bà cô bên chồng, người con dâu đã cố gắng giữ tròn câu vợ hiền dâu thảo, phụng dưỡng bố mẹ chồng những lúc ốm đau, ngặt nghèo nhất. Tôi lấy chồng từ năm 1998, về nhà chồng rất nghèo nhưng sống rất tình cảm. Bố chồng tôi ốm đau kéo dài 10 năm, còn mẹ chồng tôi thì chỉ biết nấu cơm và quét nhà. Ba người con gái cùng chung sống, tôi cũng đã chăm lo cùng gia đình với bố mẹ và đã lo xây dựng gia đình cho ba cô cùng bố mẹ. Vợ chồng tôi lấy nhau từ năm 98. Vợ chồng tôi có một bìa đỏ đứng tên vợ chồng tôi, là có một thửa đất nằm liền kề với bố chồng tôi là ông Vũ Văn Thắng. Sau đó đất của vợ chồng tôi đã nằm mặt tiền nằm ở ngõ ngang. Đến năm 2021, mẹ chồng tôi đã bàn xoay lại miếng đất để cho được đẹp cả hai miếng để có mặt tiền ra quay ra đê. Mẹ chồng tôi đã đồng ý và đã xoay lại miếng đất gộp vào đứng tên mẹ tôi, rồi mẹ tôi tách ra giả cho tặng và chê hình thức trả lại phần đất cho vợ chồng tôi 339,6 m². Sau đó giá đất tăng lên và mẹ tôi đã nghe ba cô con gái xúi giục mẹ tôi đi kiện tôi lên huyện Bắc Đơn, về tỉnh tòa án đã cũng bác đơn. Giờ về ba cô xúi bẩy mẹ tôi làm những việc không hay, xúi giục bà làm những trò đã đổ điêu cho vợ chồng tôi, đuổi chửi bà ra khỏi nhà, bêu xấu vợ chồng tôi, cộng đồng mạng sỉ nhục chúng tôi. Hôm nay tôi nói lên sự thật để cộng đồng mạng chia sẻ giúp tôi. Mẹ tôi đi đại phẫu 2 lần bệnh viện, ba cô con gái không hề đi ngủ chăm mẹ tôi 1 lần, toàn bộ là tôi đứng ra lo liệu và trông coi mẹ. Ba cô đã cho mẹ tôi 2 lần đi đại phẫu được 500.000, còn tôi sống bên một người chồng hèn kém cỏi. Tôi phải chịu nhẫn nhục chồng tôi rượu, thỉnh thoảng uống rượu vào. Mẹ con nói nhau, nói qua nói lại, mẹ tôi cho là, các cô cho là chồng tôi ngược với mẹ, nhưng thật ra chồng tôi không phải là vậy. Cũng vì rượu nên những lúc nói năng không đúng, chứ không phải chồng tôi ngược đãi. Thậm chí ba cô em gái đi lấy chồng, tôi cũng có quà để cho cô 2 chỉ vàng. Tôi cũng lo liệu cho các em chu đáo, nhưng không may số phận tôi gặp phải mẹ chồng và các em chồng không hiểu. Vì giá đất đã tăng nên mẹ tôi và các em quên hết công lao của tôi. Còn việc tôi sang tên đất cho mẹ đẻ, vì 2 lần mẹ tôi đi kiện nên tôi sợ không giữ được, và tôi cũng nợ mẹ tôi một số tiền nên tôi đã cho tặng mẹ tôi, mục đích nhờ mẹ giữ hộ và bán đi. Tôi sợ mẹ chồng tôi kiện lấy lại. Bên cạnh đó, hai vợ chồng còn dành dụm mua được miếng đất ở kề bên nhà chồng. Tuy nhiên, ban đầu do miếng đất của hai gia đình có hướng đường không thuận lợi nên đã bàn với mẹ chồng gộp đất và tách thửa để có được hướng đất tốt hơn. Thế nhưng bất ngờ giá đất lên cao nên người mẹ chồng cùng các cô con gái muốn đòi lại đất, giành lấy lợi ích nhiều hơn về phía mình. Do lo sợ kiện tụng mất trắng nên người con dâu bất đắc dĩ phải sang tên đất cho mẹ đẻ với mục đích nhờ mẹ đẻ giữ giùm. Còn như mẹ tôi nói, vợ chồng tôi đuổi mẹ tôi ra đường là những sự việc không có thật. Tôi biết cộng đồng mạng đã tin tưởng lời nói của mẹ tôi và các em đã chửi tôi, nói tôi không ra gì. Nhưng hôm nay tôi nói lên sự thật để cộng đồng mạng chia sẻ cùng tôi. Tôi chưa bao giờ nói nặng mẹ chồng và chưa bao giờ ăn nói hỗn láo với mẹ chồng. Mà
bây giờ mẹ chồng tôi và các em cho tôi là vợ chồng tôi là sống ngược đãi với cha mẹ. Thưa cộng đồng mạng, tôi nói lên để cộng đồng mạng chia sẻ và hiểu những nỗi khổ của tôi khi làm dâu về nhà chồng như thế nào. Tôi rất buồn khi lấy một người chồng kém cỏi, không được như người khác, nên tôi rất thiệt thòi. Cộng đồng mạng, mẹ tôi chia sẻ với cộng đồng mạng rằng tôi đuổi, chửi mẹ, mẹ không có chỗ ăn chỗ ở, không đúng như vậy. Mẹ tôi vẫn ở nhà, thậm chí chúng tôi đi làm mẹ vẫn mở hết cửa. Tất cả mọi thứ sinh hoạt trong gia đình tôi, bà nói rằng chúng tôi khóa, bà không sử dụng, nhưng chúng tôi cũng phải đảm bảo cuộc sống của vợ chồng tôi hàng ngày nên chúng tôi cất xếp. Chứ chúng tôi không phải là không cho mẹ tôi dùng. Hôm nay tôi cũng nói lên sự thật vì sao mà tôi phải đi ở chỗ khác. Vì tôi thân đàn bà, tôi không dám về hôm mẹ tôi gây ra sự việc như vậy. Tất cả mọi người còn đến nhà tôi, vào nhà đánh cả chồng tôi, nên tôi rất sợ hãi, tôi không dám ở nhà. Bây giờ tôi đọc được những bình luận của các bạn, tôi rất buồn, tôi rất sợ mọi người đánh tôi nên tôi phải đi. Cộng đồng mạng sau khi nghe qua lời phân trần của người con dâu đã ít nhiều người bắt đầu quay xe về phía người con dâu. 3 phần vì lý lẽ, 7 phần vì thấu hiểu và đồng cảm trước cảnh đời mẹ chồng nàng dâu. Tuy nhiên, nhiều người xem kỹ lại nhận thấy rằng người con dâu như đang nhìn vào tờ giấy để đọc như đã lên kịch bản sẵn. Mặt khác, có người cho rằng đọc trên giấy để không phải quên hay bỏ sót ý nào. Một số bình luận được mọi người để lại: thôi đi, bà nói mà không dám nhìn vào camera là tôi hiểu bà thật lòng như nào rồi đấy. Tôi nhìn bà mẹ chồng với ba cô con gái thì thấy không phải là đơn giản đâu. Nhà ba đứa con gái để mẹ nằm chòi lá thì cộng đồng mạng dễ tin người quá rồi đấy. Tôi tin cô này vì mẹ tôi làm dâu cũng nhiều cái phải nhịn nhục với mẹ chồng. Giờ tôi lấy chồng cũng vậy, nên có trong hoàn cảnh mới hiểu cái khổ của người con dâu. Thôi thì đợi chính quyền lên tiếng, chứ cứ theo hiệu ứng đám đông, xong nói con cái bất hiếu đuổi mẹ ra đường. Thử hỏi đuổi mẹ ra đường 2 năm nay, sao chính quyền không can thiệp? Nên đợi chính quyền điều tra làm rõ thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.